Thưa quý vị, chiều nay Tòa án Nhân dân TP HCM đã đưa ra mức án với bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và 85 người liên quan đến các sai phạm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn sau hơn một tháng xét xử. Hội đồng xét xử tuyên bà Trương Mỹ Lan 20 năm tù, tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, 20 năm tù tội đưa hối lộ và tử hình tội tham mô tài sản, tổng hợp hình phạt là tử hình. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, cháu gái bà Trương Mỹ Lan, lĩnh 17 năm tù. Đinh Văn Thành, Nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, lĩnh án trung thân. Đỗ Thị Nhàn, Nguyên Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Ngân hàng Nhà nước, án trung thân. Nguyễn Văn Hưng, Nguyên Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước, 11 năm tù. Phạm tội độc lập không phải là đồng phạm với Trương Mỹ Lan, bị cáo Nguyễn Cao Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella, bị đề nghị mức án từ 9 đến 10 năm tù. Các bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến chung thân. Hội đồng xét xử cho rằng có đủ cơ sở xác định các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo trạng truy tố. Bị cáo Lan và đồng phạm gây hậu quả nghiêm trọng và thiệt hại lớn cho SCB. Từ đó ngân hàng này rơi vào tình trạng mất thanh khoản, gây hoang mang cho người dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Hành vi của 86 bị cáo mang tính có tổ chức, trong đó bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo hành vi phạm tội. Từ đó khẳng định phải có mức án nghiêm khắc nhất đối với Trương Mỹ Lan. Thưa quý vị, hôm nay, ngày 1 tháng 4, sau hơn một tháng xét xử và nghị án kéo dài, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tiến hành tuyên án đối với các bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm. Điều mà nhiều người quan tâm đó là công tác thi hành án các trách nhiệm dân sự theo bản án được tòa tuyên với các bị cáo. Về trách nhiệm của các bị cáo đối với thiệt hại của vụ án, hội đồng xét xử nhận định, về trách nhiệm hình sự, hội đồng xét xử chỉ yêu cầu các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự số tiền 498.000 tỷ đồng. Về trách nhiệm dân sự, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn toàn bộ 1.284 hợp đồng tín dụng. Đối với số tiền lãi phát sinh trước ngày 17 tháng 12 năm 2022, buộc bị cáo Trương Mỹ Lan chịu trách nhiệm bồi thường hơn 673.000 tỷ đồng. Đối với 1.122 mã tài sản đang thế chấp tại SCB, Hội đồng xét xử đề nghị SCB phối hợp với C03 Bộ Công an để xác minh tài sản nào là của bị cáo Trương Mỹ Lan thì xử lý để bảo đảm việc thi hành án. Hiện các cơ quan thi hành án dân sự đang xây dựng kịch bản chi tiết để có các biện pháp thi hành án hiệu quả nhất. Ngay từ đầu, Ban chỉ đạo cũng đã có thành lập các cái tổ, các cái nhóm chuyên là phối hợp và để nhận những các cái tăng vật rồi những các cái tài sản có liên quan, phân loại theo từng nhóm một. Còn tới đây thì chúng tôi cũng sẽ có rất nhiều cái kịch bản. Kịch bản thứ nhất là những cái theo từng cái nhóm một. Ví dụ như cái loại mà nó rẻ thì sẽ thực hiện theo cái phương thức khác. Còn những cái loại mà nó liên tỉnh thì phải thực hiện theo phương thức khác. Còn những cái vụ việc mà liên huyện thì cũng phải có cái chỉ đạo khác. Phải rất nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó thì cái giải pháp thứ nhất là về mặt nhân sự. Thứ hai về mặt kinh phí để tổ chức. Về kinh phí, việc đo vẽ thẩm định giá các cái tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Rồi là các cái quy định pháp luật thì phải có cái cơ chế nó mở và nên có cái áp dụng theo cái trường hợp đặc biệt đối với Vạn Thịnh Phát để thu hồi. Thứ nhất là thu hồi nhanh, thứ hai là thu hồi tối đa, thứ ba nữa là phải đảm bảo là quyền lợi của nhà nước và quyền lợi của các bên đương sự nó hài hòa.